Xin cảm ơn quý vị là Linh đây. Thế đó, hôm nay chúng ta sẽ đổi gió với cái gì? Và chế độ đầu to. Nó lắm lũa đấy, luôn. Mẹ cha nó bóc tận nhà luôn kìa. À, cứ cơ ơi. Đâu nhỉ? Đây, 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 đi lên vào. Vào nhà nó, ui, team mình nó áp sát kìa. Rồi quần áo nó trận này khổ rồi. Ôi sao mới mình chết này. Cảm thấy yêu thân. Cho nó mới mất máu không chết. Ok, tập trung nha, tập trung nha. Đấy, cái tội suốt ngày bắn do là thế đấy. Hello. Nope. Nó vào đâu mình kinh vậy. Cầm súng đẹp thế này mà chưa được kim nào này. Đấy, thầy nó bắn bừa vào đầu mình đấy. Nghi đó. Lại hỗ trợ rồi. Rồi quay nó tội thật. Nó không kịp ra mà nó chết đi mà. Headshot, đẹp rồi. Mình thấy là khi cái kill mắc loại của súng này rồi. Giờ đi, xuống đây. Thì thở nó làm nháy vào đầu là được rồi. Headshot. Khỏe kinh dị luôn cái loại này. Đưa một khối súng lỗi. Ôi. Tụi bay bắt mình còn sống, mình còn sống. Headshot. Ê, 396 máu không chết à? Chúng mày bị điên hết à? Ủa giật thế. Rồi tập trung nha, tập trung nha. Phát này là có holy shit này. Làm sao mà chọi được anh? À, vua chim bị. Ôi, nó chém vào mình chết kìa. Đây, tao bóng lô
bi này, em cầm súng máy cũng là hợp lý thật. Ok, xuống luôn đi, một thằng cover trên một thằng hero thì đẩy xuống. Đấy, một cái là chết ngay. Vô chibi trong này này. Ui, hay, thì mình hay quay rồi. Một cái lại này. Ôi trời ơi, cái loại này thì thôi. Cái này phải bá đạo quá. Ôi, thằng nào bắn mì ấy. Để mình giữ đàm lại, không thì nó sẽ quay chậm lại. Không biết hướng nào luôn. Vậy. Chúng nó me đấy. Chúng nó chết nữa đấy, đâu ấy. Chúng mày cứ giết tao là cái béo như vậy đi. Mà sao mình đi đâu mình bị chết rồi. Thằng lồng đâu cái nón rồi. Nó chết rồi. Bực thế nhỉ. Hành đập bồm luôn. Ở đấy. Ở đâu ra nhỉ. Ôi một bạn. Một bạn đầu tiên. Bạn đến cấp MVP đi bây giờ. Kìa kìa qua đây. Sao mình có. Sao lúc mình đi thì không thấy thế nào mà nó quay đi là mình chết. Nó lại bắt chết mình rồi. Cầm con này hơi khoai. Nhưng mà khỏe thật. Khỏe cày ghê. Vào tận nhà luôn. Chưa đi. Một thằng. Hai thằng luôn. Chạy. Ôi xinh, ôi xinh. Ui. 250 máu rồi. Mình cứ nghĩ là cầm con này nó xây xương lắm thôi. Đây thằng hero chibi đây này. Ui mình sẽ là thằng chibi rồi. Mẹ sao mình vẫn cái được nhỉ. Đéo bút máu cho mày bây giờ. Ui cháy ghê nhỉ. Giờ mình chỉ cần một thằng cạc với một mình ở đây thôi. Ui xôi. Cần hết. Đó em thấy không. Đấy gọi là sức mạnh của mini Gatling. Rồi mới thấy nó mạnh được. Thế này mình sợ nó móng. Ô thằng chibi ấy. Ô à chưa. Mình tưởng thằng chibi nó mẹ không. Đó. Búp máu cho nhau các kiểu đi. Tìm dâu quay nó chạy đâu hết rồi. À chết này. Đúng rồi đuổi đi. Mình chặn đường nó ra. Đây cái gì nó chạy qua. Ôi nó chết rồi. Hay bà đây. Nó chặn à. Đây, trời ơi, cái khẩu này thì đừng vừa hỏi em ạ. Cần hết. Đây, bây giờ mình sẽ đánh bình tĩnh. Mình rút cái nó ra rồi nha. Một thằng này. Trên này cái gì cũng có luôn. À, không có. Rút cái nó chết rồi. Mấy cái con nhân vật này nó cứ nhầm với chúng nó với team địch. Nó giống vãi. Chạy. À thằng này liều nhờ. Mẹ nó dám chơi cả chiến binh các bạn. Thật. Quả đáng lắm luôn đấy. Nó chơi chút à. Ok về đi. Bắn kêu, đấy, thấy không? Khẩu này là khác một này. Ôi chết. Ôi ôi, hết đạn kìa, sao mình bắn như thế mà mất có 100 máu vậy. Chết rồi, vãi hồi lấy xít à. Xuống hết lên, bắt đây. Chưa khô máu.
ngay trước mặt mình. Ê, nó lên đây, nó lên đây, nó lên đây. Bố thác. Mình mà lao hẳn vào nhà nó rồi. À, qua đây được. Đấy, không qua được, đừng qua được bên đấy. Headshot. Ủa, trên đầu, trên đầu, trên đầu. Trời ơi, để nó giết kìa. Hai thằng đầu to như kia, cái lôi thùng phi đấy mà. Có để thằng giúp con nó giết. Này, thằng chia hero chibi cho mày. Một bé. Bắn kinh nhỉ. Thế mình bắn như thế mà nó cũng chết rồi, sao nó trâu vậy. Thế giúp con nó cái skin bất tử à. Một thằng. Ô, đau, 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 đau. May chan sống à. Nào, bơi hết ở đây. Ok, phải được 39 kill luôn rồi. Chết hơi nhiều. Đấy, hơi máu. Chết luôn. Ôi ơi, không kịp. Được quá chibi rồi này. Bây giờ vào đây cẩn thận. Đây, cho nó hay móc rồi này. Được quấn đắt. Trốn đâu hết à? Một thằng. Đây, một thằng chibi trên này. Lên 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 lên. Chém nó thằng chibi. Chibi tìm nó ở trên rồi. Wait. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hôm nay mình nói chuyện đổi gió vui vui một chút. Các bạn là hơi mù mắt. Anh em đừng quên like của mình. Yeah, chúc mọi người vậy. Bye.